Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, giá rẻ uy tín chất lượng, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Tôi đang chơi máy mới mà, máy mới bên không này, tự tin lắm. Bên này nhà nào cũng có người. Máy mới kiểu kẹo chơi gà mà anh em ơi. 8 plus mà mình chơi đâu có quen đâu. Chơi tạm tạm thôi à. Đấy bên ngay có người. Tôi mới xuống cho lại SML rồi không ạ? Đông vui nhỉ. Ui, đông vui nhỉ. Ok nó một nhá. Cái đậu xanh, ui cái đậu xanh cái này. Định cái mạng của anh à? Định cái mạng của anh à? Ui nhấn lộn một cả cái đặt nữa anh em ơi. Ok anh em ơi. Rồi nó già anh em ơi. Căng vậy ông. Tôi okay. Là mới chỉ có được là có 2 kill thôi okay. Không ạ? Ok. Thằng nào cạnh mình. Sợ thật. Cứ tưởng đứa nào cơ thì ra là Huân Nhi anh em ạ. Nói xe các bạn đây. Xe. Xuống xe nào baby. Wow, bạn sấy căng vậy hả? Ui bạn thôi. Bạn tôi 3 kill rồi à? 3 kill rồi. Wow, căng. Bạn tôi đếm mà. Đứng ra phải đếm chứ. Đếm sát thủ được 3 kill thì nó là mình phải hơn mạng nó anh em ạ. Trận lúc nãy nó hơn mạng cả team rồi, bây giờ là phải hơn mạng sát thủ. Thì là mình mới vừa lòng được nha các bạn ơi. Ui chết dở. Chết dở, sấy ghê vậy. Sấy ghê vậy hả? Ôi, chắc chúng nổ của mình. Anh em ơi, nhấn lộn. À đâu? Máy mới kiểu là mình chơi nó rất là lạ lạ. Lạ tay lắm mọi người ạ. Ủa các bạn đã chết hết rồi hả? Phía dưới này trụ điện này, trụ điện 150 có người nhá. Như nào? Trụ điện hơn 150. 150. 50 ấy. 150, 150 thấy chưa? À đây, có dấu hiệu súng rồi. Thấy được chưa ông ơi? Trên mặt. Nó phía trên hay phía dưới? Phía trên. Ờ ok. Tôi đang đến đây mà. Ông cứ bút sau chỗ đấy. Bên cạnh này cũng có người này. Ghê vậy. Ôi bạn tôi sát thủ căng vậy bạn tôi ơi. Thằng nữa. Cái này bạn tôi đã hết cả mạng rồi. Huân Nhi ơi. Huân Nhi ơi. Đâu? Sao các bạn ăn mạng ghê vậy? Mình bây giờ mới chỉ có 2 kill thôi, mình buồn các bạn quá. Mình mới có gấp đôi cậu thôi. Cảm thấy hơi buồn. Anh phải gấp 3. Không bạn ơi, mình thật sự buồn. Mình đang ốm rồi các bạn còn không nhường mạng cho mình nữa. Wow, so sad. I am so sad. Tụi cái thương này mình sẽ nhường các bạn. Anh cho em một chiếc thẻ cào. Thôi em ơi, anh còn đang nghèo lắm. Hay là em cho anh một chiếc thẻ cào đi. Anh còn không có tiền để mua skin súng này em ơi. Đấy, sát thủ nó còn có tiền. Sao nó cứ kêu là người có tiền nó khác người không có tiền anh em ạ. Nó bảo tôi là xí kẹo ơi, nạp vào mua skin súng đi bạn ơi. Đấy, căng chưa? Đâu cậu. Mình ôi nạp vào quá 7 bạn kinh cơ mà học skin súng thôi. Bạn phóng liệu à? À đâu, bạn đáp liệu à? Bạn rảnh hơi quá nhỉ? Huân Nhi à? Huân Nhi kìa, chị đang bảo cậu rảnh hơi. Ê, trong nhà mọi người, các bạn ơi. Cứu nó các ngoài, bạn cứu ơi. Nó ngoài. Ui, bạn cứu nó rồi. Vậy thì đánh thôi. Sao các bạn cứu mạng nhanh vậy? Ui, các bạn đổ súng xoẹt xoẹt làm mình sợ. Chà mình. MP40 các bạn. MP40 của mình đừng mà. Đừng làm như thế. Các bạn phải hỏi Huân Nhi rồi. Bạn phải hỏi Huân Nhi rồi bạn ơi. Huân Nhi, nhà. Nhà nào lấy của bạn cái khẩu MP40 rồi. Đó làm sao? Đâu? Quê. Đâu đâu người đâu? Cho tôi nhá. Trên nhà 2 tầng nhá. Trên nhà 2 tầng á? Cho ông nhận mạng rồi. Tầng 2 các bạn ơi. Nhận mạng rồi. Nhận mạng rồi bạn ơi. Lốc luôn kìa. Chết tôi chịu rồi. Ui. Huân Nhi ăn 2 rồi anh em ạ. 2 luôn. Ghê quá nhỉ, ăn 2 luôn các bạn ạ. Tôi 2 kill. Nó cũng có skin súng cậu ạ. Wow. Thế có mỗi xí kẹo là cái đứa buôn nhất team ở đâu? Hiện tại thì mình vẫn đang dùng combat vũ trụ với lại cái khẩu súng tiểu liên MP40. Ở đây là MP40 game thủ à? Chắc là vậy. Skin của mình cũng đâu đến nỗi tệ. Mà bị chê mấy thằng này nó chê rẻ tiền anh em ơi. Chúng ta giống nhau hết mà cậu. Giống nhau á? Các bạn cũng... À quên. Các bạn đắt tiền như mình nhá. Ồ. Còn mình thì chơi format vũ trụ cơ hay là sao hỏa đấy mình không nhớ nữa. Mình có format vũ trụ này nè cậu. Làm gì vậy? Gai mìn.
Đứng đi bạn ơi. Sao đi qua bạn cái mình nó nhấp nháy các bạn ơi. Huân Nhi ơi, đừng Huân Nhi ơi, đừng Huân Nhi ơi. Ui. Bạn ơi. Huân Nhi lại có thêm bạn rồi các bạn ơi. Sao các bạn ăn nhiều mạng vậy? Mình bây giờ mới chỉ có 2 kill thôi, mình buồn các bạn quá cơ. Ok, thế là cái nọc ma. Wow, Penny bắn nổ súng để cho anh em không lút đồ. Sát thủ ăn hết mạng rồi, ok. Hôm nay kẹo ốm thôi nên là kẹo không muốn tranh mạng các bạn ạ. Ok, I'm fine. Ê, là sao, là sao? Là sao, đâu? Người đâu? Tướng 105 đâm thẳng lên. Vừa nghe tiếng súng xong, thằng này chắc vừa... Súng xong, ok, đây, ok. Chỉ có. Thế à? Các bạn đã cứu nó rồi. Tiếng dầu gào ở đâu kinh thế. Anh có skin nào vĩnh viễn chưa? Cũng có khá là nhiều các bạn ạ. Mình cũng có khá là nhiều skin vĩnh viễn nhá. Mình sẽ đi một mình các bạn ơi. Mình thà chết còn hơn là đi chung với bọn này. Mình không ăn được kill nào. Wow. Mình sẽ qua lần này. No. Bạn ăn quá nhiều mạng và chúng ta không có tình anh em gì ở đây nữa. Mình muốn đi một mình các bạn ơi. Mình không thể đi chung được với các bạn nữa rồi. Ôi, đậu xanh, ôi để bắn mình này. Cố lên sĩ ơi, gắt vậy đang đến. Gắt vậy. Cầm yên. Gắt vậy, ok. Tuổi diếm ơi, định ăn với anh nhỉ? Cẩn thận em chết đấy bạn ơi. Bọn mình đang đến được rồi. Ở trên con người, căng. Đồng ý là không có cậu. Nhảy xuống à? À, đậu xanh nhảy xuống à? Ui. Ok, vừa kẻ đã có được thêm 2 mạng nữa rồi nha em ơi. Cậu đã giết được sĩ kẹo fake rồi. Chúc mừng. Ô, sĩ kẹo hôm nay lại gặp sĩ kẹo fake trong trận đấu à? Mình chơi game mà mình kêu người mình không để ý các bạn ơi. Ơ kìa, lộn anh em ơi. Đây, mình dùng MP mới đúng cơ mà. Lộn lộn các bạn ạ. Vào. Sao bạn tôi? Như có tính. Tôi còn máu cái đá bạn ạ. Chúng ta đi lấy xe. Các bạn bỏ rơi mình. I am so sad. Huân Nhi nó chạy ra đầu lấy. Lúc Huân Nhi có làm video sâu nick anh sĩ mà đấy đấy. Huân Nhi ơi, mình đã bảo rồi mà. Sao bạn cứ làm clip hack nick sĩ kẹo vậy? Mình buồn quá. Thật ra là câu chuyện đằng sau cái câu chuyện hack nick đó là Huân Nhi năn nỉ mình. Sĩ kẹo ơi, cho mình mượn nick đi, mình review trải nghiệm. Ê, đấy. Nó có sửa khí vậy? Ở đâu? Ủa nó sửa á? Xanh cái mạng. Không. Thôi xong, các bạn lại có mạng rồi. Wow, mình buồn. Mình buồn các bạn ơi. Mình chỉ dừng ở 5 kill từ nãy giờ thôi các bạn. Con số các bạn tăng dần đi. Đâu các bạn? Từng ngày. Buồn lắm. Các bạn ạ. À. Đây. Mình mới chỉ có 4 kill thôi. Wow, cái gì mà wow. Các ông lừa dối tôi, tí nữa tôi sẽ xem kết quả và các ông sẽ ăn nhiều mạng hơn tôi nhiều. Cuộc đời này tại sao chúng ta cứ phải lừa dối nhau vậy bạn? Sống là một... Okay. Sao vậy bạn tôi? Cuộc đời tại sao chúng ta phải lừa dối nhau vậy? Mình buồn quá bạn ơi. Có ai lừa dối đâu cậu. Mà chắc à? Hello mọi người và cảm ơn 1180 bạn đang xem live trên kênh của cả nhé. Ok, quay lại đoàn sĩ cậu ơi. Ô bạn ơi, chỗ tôi mang có người kìa. Tôi mang có hai team đang sánh nhau. Tôi mang hướng ra, Eda. Tôi mang đúng rồi. Eda các bạn ơi. Đấy trước mặt, từng đá, Cắn nó. Ok, cắn nó, các bạn ơi, hai thằng luôn. Cắn nó. Ui, cắn nó các bạn ơi. Ui. Cắn nó các bạn ơi. Ui, nhấn lộn vào menu anh em ạ. Kẹo cho chưa quen, toàn nhấn lộn vào menu của máy à, thôi. Ui, đâu xanh. Ui dồi ôi, lại là Huân Nhi ăn mạng rồi. Tôi buồn quá mà anh em. Sát thủ lại tiếp tục ăn mạng. Ôi, cuộc sống này. Sống mà cậu. Những cái vấp ngã chúng ta trưởng thành hơn. Không các bạn ạ. Cuộc sống này mình nhận ra kinh nghiệm rằng là không nên đi chung với team anh em ạ.
Bởi vì team sẽ ăn hết mạng của chúng ta. Kìa kìa, xem. Có thằng xuống xe. Xuống xe. Đúng rồi. Xuống xe. Xuống xe nào em ơi, đậu xanh. Đậu xanh cái gì? Các bạn ăn ăn ít mạng thôi, các bạn ăn nhiều mạng không vậy? Kìa kìa. Bạn ấy ít mạng thôi, các bạn ấy ít mạng thôi. Các bạn ấy ít mạng thôi, được không? Please. Ok các bạn ơi. Please, các bạn ấy ít mạng thôi được không? Please. Mình xin các bạn đấy. Mình ơi. Mình xin các bạn đấy, các bạn ấy ít mạng thôi được không? Chạy. Chạy ra zone. Chạy các bạn. Xì kẹo đã phải cầu xin đồng đội vì đồng đội ăn quá nhiều mạng. Các bạn có thể để cho mình được vài kill được không? Mình đi, cậu được 10 kill chưa cậu? Wow, 10 kill. Như nó được 10 kill rồi cậu ạ. Căng vậy các bạn ơi. Tại sao các bạn lại ăn nhiều kill vậy? Mình buồn các bạn ơi. Mình đi nghe thằng mà ăn nhiều mạng và nóng hết cả máy cậu. Thế kinh à? Quá. Gắt ừ, vậy cháy nhỉ? Cả máy luôn. Tại sao bạn lại như vậy thôi Nhi ơi? Số mạng nó kill. Bạn lại ăn hết mạng, bạn không cho mình ăn với. Bạn thật là ích kỷ. Ok á. Wow, tiếng súng các bạn ơi. Tiếng súng mang lên, ở đâu đó. Một mạng nữa lại ra đi. Khá nhiều bom keo này. Đạn tử liên này. Ô, mình có 53 các bạn ơi. Lắp 53 vào. Nãy giờ chơi giảm thanh với team. Ừ, còn mình thật là nãy giờ mình chơi giảm thanh mà. Ô, con gì có mạng của tôi. Ui, các bạn ơi. Ui, các bạn ơi. Nó kêu mình đây. Nó kêu mình đây các bạn ơi. Ở ngay hướng trước mặt các bạn ơi, sát thủ ấy lên xe. Sát thủ ấy lên xe. Chạy chạy đi ông ơi, chạy đi ông ơi, chạy ông ơi. Chính nó. Ôi, tôi bị rơi khỏi xe. Cái đồ xanh ông ơi, tôi bị rơi khỏi xe. Cứu nó bạn ơi. Cứu nó bạn ơi, cứu nó bạn ơi. Cứu nó. Nó sẽ tôi căng bãi trưởng này. Ui, đã cứu được rồi hả? Hay lắm. Ok bạn ơi. Sát thủ bỏ rơi đồng đội, ăn mạng một mình. Mình bảo cậu rớt xe mà. Mình bảo là mình rớt xe, tại sao bạn lại vứt luôn mình ở đấy? Bạn phải quay lại đón mình chứ. Cơ hội chỉ đến một lần thôi cậu. Wow. Đây là lý do ăn nhiều mạng của sát thủ. Và bạn ấy có thể trả lời một câu thẳng thừng với mình là như vậy. Mình buồn quá sát thủ ơi. Mình okay, buồn quá cậu. Sát thủ ơi. Có mạng à? Mình có làm gì đâu. Mình có đang sợ bị chết thế này bạn ơi. Còn đi, lại mình làm gì dám bắn người đâu. Mình đang sắp bị chết nữa các bạn ơi. Mình xem nó sắp quá kill thực. Còn lại một lại, sau sau sát thủ ơi. Thế rồi. Nó chạy một tròn không ạ? Đi xem mấy người mà. À đây. Hai người, xe này thì chỉ có hai người thôi. Đi đây, xử nó ạ. Một người. Ui. Mày hiểu rồi. Xấy xe đi các bạn ơi. Xấy xe nó các bạn ơi. Uầy sát thủ ăn mạng rồi. Anh em ơi, sát thủ ăn mạng rồi. Anh em ơi, gạ. Thích gạ không? Gạ chào. Ok. Gặp team mình là quả đen rồi. Thanh niên không ăn được quyết định gạ chào. Gắt thật. Đáng. Là thời đại. Thời đại 2.0. Bây giờ là thời đại 4.0 ông ơi. Thanh niên không ăn được quyết định gạ chảo thì tôi cạn lời rồi. Vui quá nhỉ. Nhanh anh cậu. Em ơi. Sao với cậu? Ui thằng kia chết vì bo wow. Rồi. Wow. Bạn tôi là mình sát được nhảy nó. Xuống nghỉ ăn mạng. Cứ tưởng bạn này. Ơ Huynh ơi. Huynh ơi đừng bắn. Chờ đi Huynh ơi. Kìa kìa chạy lên tầm ăn sát thủ này. Đây là cậu ơi. Chạy lên tầm ăn luôn. Ui nó gạ chảo nữa kìa ông ơi. Đi mình. Ui dồi ôi gạ. Gạ cái cùng què. Sao tầm đá. Tông nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.